xin kính chào các bạn. Hôm nay Tè xin tiếp tục chia sẻ các bạn cách để hát một bài hát cũng rất là hay, rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, đó là bài Vị Ngọt Đôi Môi. Hôm nay chúng ta cùng học đệm bài hát này các bạn nhé. Trước khi học đệm bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về bài cấu trúc của bài hát này. Thì bài hát Vị Ngọt Đôi Môi được sáng tác hình thức là hai đoạn đơn. Đoạn A chúng ta sẽ lặp lại hai lần các bạn ha, có dấu quay lại lặp lại đó. Rồi đến đoạn B cao trào sôi nổi, hết đơn giản bạn này. Rồi phần intro và ending thì luôn luôn có một bài hát rồi. Rồi nhắc bạn một điều, tông nam mình sẽ để với tông son thứ, tông nữ mình sẽ để với tông rê thứ. Ở đây Tè hướng dẫn các bạn để với tông rê thứ là tông nữ nha. Rồi, đó là cấu trúc của bài. Chúng ta cùng điểm sơ qua một số âm sắc mình sẽ sử dụng trong bài này. Đầu tiên đó là tiếng string nè. Tiếp theo đó là tiếng guitar điện để các bạn có thể rải các cái câu đệm ở trong. Ok, tiếp theo đó là tiếng guitar nylon. Rồi tiếp theo đó là tiếng piano. Hoặc là tiếng air piano cũng được các bạn nhé. Rồi, ngoài ra chúng ta sử dụng tiếng trống nè để hồi báo chúng tay rời tại hướng. Rồi, các bạn chọn thêm tính năng multipass. Với bài này chúng ta để một điệu slow bop. Các bạn sẽ chọn tính năng multipass là piano arpe 8 bit, chọn cái bộ này các bạn nha. Rồi mình nghe thử nè. Đó, lúc này có nguyên một cái dàn, nguyên một cái piano đánh cái mẫu đệm cho mình, rải mẫu đệm cho mình ha. Ok bạn nè, khi mình mở trống rồi bắt đầu mình trộn cái multipass này vào cho cái phần định nền, phần đệm của mình nó nghe được đầy đặn hơn. Rồi, đó là các phần cần chuẩn bị. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài Vị Ngọt Đôi Môi. Chúng ta cùng học phần intro các bạn ha. Rồi, bài này mình đệm ở tông rê thứ. Mình chạy gam sơ, cái tông rê thứ sẽ có một dấu hóa, đó là nốt si dáng các bạn nha. Ok, chạy gam sơ cái để mình nhớ hình dung lại được cái thang âm của cái tông đó. Rồi sau đó mình bắt đầu tập. Các bạn sẽ xếp ngón như sau. Các bạn xếp ngón áp út và nốt la. Sorry, xếp ngón giữa nốt la chứ. Rồi, cái ngón là xếp đều vô. Nhớ ngón áp út, chúng ta sẽ đưa lên nốt si. Mình, câu này mình vào phép số 1 đó các bạn ha. Dòng trên có 4 ô nhịp, dòng dưới 4 ô nhịp là xong, rất đơn giản thôi. Ngón giữa và nốt la nha. La, la sòn, la si, la sòn. Quá dễ bạn ha. La, la sòn, la si, la sòn. Quá dễ bạn ơi, rất đơn giản. La, la sòn, la xí, la sòn, pha. Nó pha ngón cái luôn. Rồi bắt đầu mình chuyển ngón giữa qua, hoặc là ngón trỏ qua cũng được. Pha, mì, pha, son, lá. Là xong, làm lại nha. Pha, à, xin lỗi, la chứ. La, la sòn, la xí, la sòn, pha. Rồi chuyển ngón, đây hết với thứ nhất. Với thứ hai bạn chuyển ngón trỏ cho nốt pha luôn. Pha, mì, pha, son, lá. Là xong. Mình ghép hai vế nhau luôn. La, la sòn, la xí, la sòn, pha. Pha, mì, pha, son, lá. Là xong. Bây giờ mình ghép âm bạn ha. Bạn chuẩn bị hợp âm rê thứ 7 cho mình. Ok, âm rê thứ 7. Rồi sau đó các bạn tập bấm cho nó quen tay các bạn. Hợp âm rê thứ 7 thì bấm rê thứ mình thêm nốt đô cho thôi. Từ từ nó quen tay các bạn nè. Cùng lúc nốt si dáng là mình sẽ qua hợp âm son thứ 7 và bấm mình son thứ nè. Son si dáng rê nè, thêm nốt pha vô rê thứ son thứ 7 nè. Nó đâu gì cao siêu đâu bạn, bấm quen tay thôi. Cái nốt pha thứ hai mà mình chuyển ngón là mình sẽ đưa hợp âm đôi trưởng vô. Mi pha son la. Đấy nốt lá này xong, cuối cùng mình sẽ qua hợp âm pha mi 7 là hết được 4 nhịp dòng trên. Giờ làm lại lần nữa các bạn nha. Xong rồi 4 nhịp trên, quá đơn giản bạn ha. Rồi tiếp tục xuống 4 nhịp dòng dưới. Chúng ta cũng quay lại thôi. La, la son, la si, la son, pha. Rồi lúc này mình sẽ chuyển ngón pha, nốt pha nhưng mà chuyển ngón giữa vô. Pha, mi, rê là hết. Lúc này cũng giống như vế hồi nãy, mình cũng chuyển ngón nhưng mà mình chuyển ngón giữa vô để mình về nốt mi và về nốt rê luôn. Làm lại nha. La, la son, la si, la son, pha. Pha, mi, rê là hết. Về nó hợp âm bạn nha. La vẫn là rê thứ 7. La sòn, la xí, mình qua hợp âm son thứ 7. La sòn, pha, pha,
alpha đó bạn, khoa hợp âm la 7 thăng 9. Các bạn bấm mình là la 7 nè, là đô thăng mi son nè. Rồi thêm nốt bậc 9 vô, nốt si thăng vô. Mình có la 7 thăng 9. Ok. Fa mi re về re thứ lại là hết. Tức là cái intro này mình sẽ đánh hai lần các bạn nhé. Lần đầu mình đánh ở cái phiêu chống được cái tiếng kích chống. Rồi lần hai mình cho cái phiêu kích chống đánh thêm lần nữa. Nói chung intro này mình đánh hai lần. Ok nhé. Sau khi tập như vậy đã quen tay rồi, bắt đầu mình vô chống đánh thử. Các bạn nhớ mình đánh ở phiêu chống được cái tiếng kích chống các bạn nhé. Lần đầu quá nha. Vô. Báo chống lần 2. Các bạn thấy dễ không? Báo chống cái tiếp tục mình qua lần 2 đánh y chang cho bạn thêm lần nữa bạn ơi. Nói chung intro đánh 2 lần. Lần thứ nhất đánh ở phiêu được êm dịu. Lần thứ hai mình đánh ở phiêu của tiếng kích chống. Rồi phiêu của tiếng kích chống nha. Quá đơn giản mà như vậy là xong được intro. Intro hết sức đơn giản mà cũng hết sức là hay. Nói chung các bạn đánh hai lần nha. Lần thứ nhất mình đánh ở phiêu được có tiếng kích trống. Lần thứ hai mình vô cái phiêu có tiếng kích trống cho nó sôi nổi lên. Rồi nhưng mà là xong được intro, các bạn thấy dễ không? Quá đơn giản bạn ha. Xong intro, giờ mình cùng qua đoạn A của bài hát. Đoạn A sẽ có hai lần là A1, A2 lặp lại đó bạn ha. Mình tập đoạn A1 trước. Đoạn A1 bằng số dòng nhạc nha. Lúc này mình chẳng làm gì cả, mình lấy tiếng E piano mình chập nhẹ nhàng cái nào âm thôi. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu trong mình bấm rê thứ bảy. Làm sao biết qua son thứ bảy. Ai luôn chân thành. Về rê thứ bảy lúc nào mình đổi tiếng guitar ni lông và đánh câu này. Fa mi rê là. Fa mi rê là. Nó liền bật hết các bạn ha. Fa mi rê là. Là xong được bốn đôi nhịp. Tiếp tục đổi tiếng E piano chập nữa. Tức là các bạn chỉ chập một cái thôi. Đó rồi cho nó rền ra hết ô nhịp luôn. Các bạn nhớ nha. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Nếu mà một ô nhịp hai âm thì mình chập hai lần thôi. Son thứ bảy nè. Rồi qua đôi trưởng nè. Lừa dối. Mình qua pha mơ giờ bảy. Rồi lúc nào mình sẽ đổi tiếng guitar ni lông và đánh câu đệm này. Lá son pha. Lá son pha. Pha thăng các bạn nhé. Mình sẽ qua âm rê trưởng. Lúc này chỗ này mình sử dụng ly điệu các bạn ha. Lá son pha. Pha thăng mình qua rê trưởng là hết được dòng trên. Bây giờ mình đệm dòng trên bằng sát thật kỹ nha. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Các bạn thấy dễ không? Hết trên dòng trên đó. Rất đơn giản bạn ha. Ô nhịp 2-4. Vì vậy nó trôi qua cũng rất là mau. Không sao đó các bạn ha. Rồi tập tiếp tục lần nữa nè. Lặp lại nha. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy dễ các bạn, hết sức đơn giản ha. Như vậy là mình xong dòng trên, bắt đầu mình xuống dòng dưới. Lúc đó mình đổi E piano mình chập tiếp tục này, lại giống này hồi nãy. Xin hãy qua son thứ bảy, cứ yêu qua la trưởng. Đừng nên bối rối qua la thứ bảy. Trái tim qua son thứ bảy. Từ tim ra lối qua mi giáng trưởng. Học âm bậc 2 Napoli các bạn ha. Đào mi giáng trưởng. Bước qua qua si giáng trưởng. Gian dối người ơi. La suất 4. Bằng 4 như mình là la, rê, mi ra la suất 4. Rồi mình đệm thêm mấy câu này nữa. Lấy tiếng guitar ni lông luôn. Mi, rê, đô thăng. Nốt đô thăng này xong mình vô la trưởng. Là xong được đoạn A1 đó các bạn. Thấy dễ không? Bây giờ đệm dòng dưới bằng sao thật kỹ nha. Xin hãy nè. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lối. Bước qua da da ta ta da da da. À, lúc đó mình đánh câu này xong. Để la trưởng xong. Bấm nút phiêu chống qua phiêu của tiếng kích chống. Như vậy là mình xong được đoạn A bạn ha. A1. Bạn thấy dễ không? Hết sức dễ bạn ha. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A2 của bài hát. Bạn sẽ dòng nhạc đoạn A2 bài hát lúc nào mình đệm nó y chang như vậy thôi. Chẳng qua chúng ta thay đổi cái phiêu trống cho nó sôi nổi lên chút. Chúng ta đệm y chang như vậy. Em nhìn anh bầu trời trong đáy mắt em dịu dàng. Mình cũng chập hợp âm như vậy rồi mình lấy tiếng guitar ni lông đánh câu đó.
fa mi re là giống cái câu nãy thôi. Tiếp tục, em nhìn anh, mình đổi tiếng tiếp tục. Một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Cũng lấy tiếng rồi đánh câu đó. Lá son pha thăng qua rê trưởng. Nói chung để biết chăng nãy đấy bạn ơi, không khác gì đâu, mình đem thử nha. Em nhìn anh, vì sâu trong đáy mắt em dịu dàng. Đổi tiếng. Em nhìn anh, một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế dễ các bạn, rất đơn giản nè. Lúc đó các bạn muốn báo trống cũng được, bấm nút fill cái cũng được, hoặc là không cũng không sao cả bạn ha. Và xuống dòng dưới. Dòng dưới mình đệm cũng tương tự như vậy thôi. Muốn nói qua rê son thứ bảy. Chập nhẹ nhàng hợp âm vậy nha. Thế nhưng cần chi phải nói. Cứ chập hợp âm, chập cái tiếng theo cái hợp âm thôi. Hãy nghe qua son thứ bảy. Lời ta khe khẽ qua mi dẫn trưởng. Hát câu qua la trưởng. Yêu chỉ một lời. Lúc này mình đổi tiếng trinh vào đánh câu này. Là mi phá đồ rê. Là mi phá đồ rê. Tức là để hợp âm rê thứ bảy xuống cái rồi mới đánh. Là mi phá đồ rê. Là xong, bắt đầu mình chạy tiếp câu này. Là si bình. Là si bình. Đô thăng rê. Rồi tiếp tục đô thăng rê mi phá. Nói chung là mình vừa báo trống vừa chạy câu đệm này, câu nối đó bạn, để cho hoành đoạn B đó. Bây giờ đệm mình đập lại câu này nha. Là mi phá đồ rê. Là si bình đô thăng rê. Tiếp tục đồ rê mi pha. Nốt pha mình sẽ rơi qua cái đoạn điệp khúc các bạn ha. Bây giờ mình đệm dòng dưới và sao thật kỹ nha. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói. Hãy nghe lời ta. Chập cái hợp âm thôi. Hát câu yêu chỉ một lần. Ta ra ra ta ra ta ta. Và thấy rõ ràng không? Lúc đầu đánh mình đã hợp âm là rê bảy xong nè. Lúc đầu mình báo trống và phiêu sôi nổi. Rồi tiếp tục mình đợi nhịp mình đánh câu này. Ok, rất đơn giản bạn ha. Lần nữa nè, dòng dưới nha. Muốn nói nè. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói. Cứ chạm một âm như vậy thôi. Xin mi dẫn trưởng nè. La trưởng nè. Đổi tiếng. Khi thời gian. Ở bạn thấy rõ ràng không? Mình đánh câu đó xong, mình báo trống mình sôi nổi thôi. Như vậy là mình xong được cái đoạn A đó bạn. A1, A2 xong luôn đó. Nhớ câu chạy tập với câu chạy nữa các bạn nha. Anh thua chỗ câu chạy nè. Cho nó mượt nha. Rồi mình xong đoạn A. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn B của bài hát. Các bạn có xem dòng nhạc. Đoạn B lúc này đơn giản lắm. Cũng lặp lại 2 lần thôi, 8 ô nhịp. Nhưng mà chúng ta đánh cái tiếng trinh đi nền theo những nốt tự ý. Ví dụ như khi mình qua hợp âm rê thứ 7, mình đánh nốt pha. Như đứng mình qua son thứ 7, mình vẫn giữ nguyên nốt pha này luôn. Quá qua la trưởng đánh nốt mi. Ôi chiếc qua rê thứ 7, mình đánh nốt rê. Rồi tiếp tục dừa qua rê thứ 7, mình vẫn giữ nguyên nốt rê luôn. Đê mê qua son thứ 7, đánh nốt son. Đắm say qua la trưởng đánh nốt la. Vì ngọt đồi môi về rê thứ 7, nốt rê là hết. Lúc đó mình lặp lại thêm lần nữa, đoạn B hát 2 lần các bạn ha. Mình cũng đi nền theo những nốt gửi như vậy thôi. Giờ đệm thử nha. Là báo chống nó vô đoạn B nha. Ta ra ra ta ra ra ta. Qua điện dài ôi chiếc hôn nồng như đắng. Giữa hơi thở đê mê ngây ngất. Đắm say vì ngọt đôi môi. Báo chống quay lại. Ta dễ các bạn, hết sức dễ các bạn ha. Lúc đó mình báo chống rồi mình quay lại lặp lại đánh thêm lần nữa. Các bạn thấy ở hai cái đầu cuối dòng và đầu dòng nó có dấu hai gạch đen đen và hai chấm không? Tức là dấu lặp lại các bạn ha. Mình đánh lặp lại hết lần, lặp lại thêm lần nữa, y chang như vậy nữa là xong đoạn B. Bạn thấy dễ không? Hết sức dễ các bạn ha. Mình chỉ thấy bạn nào đệm dễ vậy luôn đó các bạn. Rồi như vậy là mình xong được đoạn AB của bài hát. Bây giờ đến cái đoạn giăng tấu. Đoạn giăng tấu các bạn có thể lấy tiếng guitar lead á, rồi mình fill một đoạn gì đó ngẫu hứng cũng được. Theo vào hợp âm đó hoặc đánh là intro cũng được các bạn ha. Bây giờ mình fill một đoạn theo cái hợp âm, cái vào hợp âm của intro luôn. Thank you.
đánh một cái câu ngẫu hứng nào đó, phi một đoạn ngẫu hứng nào đó theo các bạn hòa âm trong bài intro đó các bạn, re son la re đó, mình phi re đó các bạn ha. Rồi đó là cách để mình tạo một cái đoạn giang tấu thêm mang màu sắc riêng bản thân mình. Rồi để cái phần ending chúng ta đánh là câu intro và mình out thôi, hết sức đơn giản bạn ha. Rồi đấy, intro để out và ending nha. Lấy tiếng piano rải nhẹ nhàng cái cho nó rời ra hết bài, quá dễ bạn ha. Tèo vừa chia sẻ bạn cách đệm bài hát Vị Ngọt Đôi Môi, sáng tác rất nổi tiếng, rất hay của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Các bạn hãy cố gắng tập luyện nhé. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Nếu các bạn muốn đệm bài hát gì, cứ để tên bài hát, từ từ lần lượt Tèo sẽ dọn cách đệm và chia sẻ các bạn nha. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với, rồi bấm đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.